Ngày xưa khi còn bé, hiểu Phật thông qua những người xung quanh và một số sách vở, nên có lúc chúng tôi hiểu Phật với lăng kính thần thánh hóa. Lúc bấy giờ chúng tôi xem Phật như là một vị thần linh tối cao, đầy quyền ban ân hay giáo họa cho bất kỳ ai. Đức Phật đã xuất hiện khác phàm, xa lạ, rất huyền bí, mà con người không thể nào tu đạt được như Phật. Thế rồi qua các cuộc đổi đời, mọi giá trị thay đổi rất đột ngột, mất mát từ vật chất, hụt hẳn cả tinh thần. May nhờ vị minh sư chỉ rõ ngọn nguồn của đau khổ, phản quan tự kỷ, soi rọi lại chính mình và áp dụng phương pháp triệt khổ, đưa đến chỗ giải thoát mê lầm, qua khỏi nguồn gốc khổ đau là được bình an thanh tịnh. Phương pháp tọa thiền đơn giản nên chúng tôi hiểu Phật khác hơn. Vì thế chúng tôi nhận ra Phật chỉ là một người bình thường, có dũng khí từ bỏ mọi thú vui vật chất và sự hưởng thụ khoái cảm của đời sống bình thường, để đi tìm đạo tối thượng, tuyệt đỉnh của trí tuệ là đạo giải thoát. Rồi chỉ đường bằng đuốc tuệ, soi sáng cho mọi người được giải thoát ra vòng sinh tử luân hồi. Từ đó lòng tôi ấp ủ, nguyện có ngày trở lại đất cũ, để lần theo vết chân xưa cũ của Phật trên lối mòn đã rêu phong gần 2.600 năm, qua bao nhiêu triều đại thăng trầm hưng phế, bãi biển biến thành nương châu, khiến vết tích đã xóa nhòa. Con người đã khai quật và cố phục hồi lại cảnh xưa. Di tích của Phật vẫn còn giữ gìn trong các viện bảo tàng hay trong các đền chùa tháp, nhưng cũng bị hư hoại theo thời gian và thất thoát rất nhiều. Vì thế tư liệu đã bị sai lạc, cho nên việc làm sống lại đầy đủ tục lệ, lễ nghi và cách sống của dân chúng thời đó, người thực hiện phim này không thể làm được. Trước đây có rất nhiều đoàn khảo cổ, đoàn hành hương của các tăng lữ khắp năm châu viếng xứ Phật, có người viết thành sách, lại có người ghi hình ảnh bằng phim, nói lên cuộc hành trình thăm viếng về xứ Phật. Mọi người đứng nhìn các di tích lịch sử, chấn động tâm tư của mình với cách khác nhau, ở góc độ khác nhau. Họ đã nói lên cảm xúc khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ có một mong ước đơn giản. Thực hiện phim này chỉ để nói lên một nơi chốn có thật và thấy Đức Phật rất bình thường, rất thật, mà không ai có thể nghĩ bàn trước đạo lý tuyệt đối chân thật, rất nhân bản và phục vụ cho con người. Ngoài ra, xét về mình thọ ơn người và đời rất sâu đậm, nên với tuổi ngoài 60, chúng tôi muốn tạ ơn đời, làm việc lợi ích nhỏ cho mọi người, đặc biệt cho mẹ tôi và những người già yếu bệnh tật, không có phương tiện và cơ duyên đến xứ Phật, được chiêm bái tứ động tâm bằng hình ảnh và cảm giác cái mà chúng tôi kinh nghiệm được. Suốt cuộc hành trình dài gần một tháng tại Nepal và Ấn Độ, thời gian rất hạn hẹp, kiến thức về địa lý cũng như hiểu Phật Pháp rất ít, nên có nhiều sai lầm. Tuy nhiên, chúng tôi mong những hình ảnh sinh hoạt Phật sự của đoàn và đặc biệt hơn với những bài pháp thoại ngắn của Hòa Thượng trưởng đoàn Sư Kim Triệu giảng chắc chắn sẽ giúp chúng tôi tinh tấn trong việc tu học. Hơn thế nữa, hình ảnh và bài pháp sẽ là hành trang chuẩn bị cho cận tử nghiệp của chúng ta. Thật ra Phật dạy những gì có hình tướng đều không thật, và dùng phương tiện để khai thị chúng sinh với 84 vạn pháp môn.
Nơi đây chúng tôi cũng tạm dùng những hình ảnh ảo, không thật của phim ảnh, hầu nói lên một nơi chốn có thật của Ngài. Ít ra một lần trong đời, chúng tôi được phép ca tụng vị Thầy vĩ đại, có tâm từ bi rộng lớn như biển cả, và trí tuệ bao la như trời cao đất rộng, có một không hai của trời và người. Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu vào cuộc hành trình. Như những giọt nước trong con suối nhỏ chảy vào con sông lớn, trước khi đổ ra biển, chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới, nhờ tu nhiều kiếp và hội đủ duyên lành, nên câu hỏi về khách sạn River Rosan ở Bangkok, thủ đô của Vương quốc Phật giáo, cũng giống như bất kỳ cuộc họp mặt nào, mà sau một cuộc hành trình dài gần một ngày trên ghế máy bay nhỏ, hẹp tù túng, thở hít không khí, tái chế biến, chúng tôi đều là những người vừa mệt mỏi. Điều chúng tôi cần vào lúc này là được tắm nước nóng và nằm dài trên giường trong phòng có máy lạnh. Tuy nhiên, phải mất hơn một giờ nữa, nghe thuyết trình về chuyến đi, hứa hẹn nhiều cam go, thiếu tiện nghi đầy cực khổ của cuộc hành trình về phương Tây sắp tới, mới được lên phòng nghỉ ngơi. Chúng tôi thấy ngao ngán khi nghe phải đổi chuyến bay 627 lần, rồi chuyển hành lý lên xe bus và đổi khách sạn khác nhau trên 10 lần. Trở lại khách sạn River Rosan, chiều hôm đó, chúng tôi được ghe máy đưa sang bên kia sông để ăn cơm tối. Một nhà hàng Thái ở ven sông có phụ diễn ca nhạc. Bữa cơm chiều đoàn tụ khá tươm tất, nên chúng tôi cảm thấy dễ chịu và rất hài lòng. Sau đó trở về khách sạn, ngủ để lấy sức cho chuyến đi Nepal. Với kinh nghiệm, chúng tôi khuyên quý vị đi hành hương nên mang hành lý đơn giản và nhẹ hơn, bởi vì các chuyến bay ở Á Châu họ chỉ cho tối đa là 25 kg gửi vào khoang máy bay mà thôi. Ngoài ra nên nhớ đi hành hương nên tập nhẫn hòa, giữ tâm thanh tịnh mới được lợi lạc. Nếu nghĩ chuyến đi như du lịch thì chuyến đi này là sự chọn lựa sai lầm. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chợt phát hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiền minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc tri hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh
hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chung hữu tình, lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh hạnh phúc luôn tràn đầy. Sau nhiều giờ chờ đợi và ăn nhẹ ở phi trường tại Bangkok, đoàn chúng tôi lên máy bay đi Kathmandu thuộc nước Nepal. Khi máy bay gần hạ cánh, nhìn qua cửa sổ, chúng tôi thấy rằng Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng, phản chiếu ánh tà dương, thật là một cảnh quan rực rỡ hiếm hoi thấy được trong đời của mình. Bên trong nhà ga phi trường họ lát đá cẩm thạch màu hồng, xem rất đẹp. Tuy nhiên phong cảnh, trang bị nội thất vẫn còn thô sơ của nước chậm tiến. Nepal vốn là một phần đất ở phía bắc thuộc Ấn Độ, sau nhờ Anh Quốc hoàn trả độc lập tự do cho Ấn Độ, nên Nepal tách rời ra Ấn Độ, lập nên một vương quốc riêng biệt. Vốn nước này là thuộc địa của Anh Quốc suốt một thời gian dài, nên luật đi đường vẫn còn áp dụng theo lối Anh. Xe cộ lái ở bên trái của con đường. Nepal ngày nay có diện tích độ 141.181 cây số vuông, có chung ranh giới với Trung Quốc về phía bắc và phía nam là Ấn Độ. Thủ đô chính là Kathmandu. Dân số toàn quốc độ 22 triệu người. Nepal ngày nay có bề ngang khoảng 150 cây số, chiều cao phía thấp nhất là 60 mét trên mặt biển, độ cao 6.848 mét của đỉnh Everest thuộc rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Vì thế khí hậu nơi đây thay đổi đột ngột rất nhiều, từ khí hậu nhiệt đới đến khí hậu băng giá. Tại Nepal, chùa và tháp rất nhiều, như nhà của hơn nửa triệu dân ở thành phố Kathmandu. Còn số tượng có được có thể ví bằng số dân trú ngụ nơi đây. Chúng tôi về đến khách sạn thì trời đã tối. Chúng tôi cảm thấy thiếu tiện nghi, nước tắm và rửa mặt không được lọc kỹ vì có màu rỉ sét. Thay vì quý vị phải hùng hùng thì hùng đã hùng rồi đó, để đưa ra chung nhau đó. Bây giờ chỗ nào mình cũng cúng chung nhau hết á, ví dụ trong một căn chỗ nào cũng không có gì trong đó hết á, mình đi nhiều chỗ mình đang được chỗ thì chị nha đó mới chiều nay mình đi về luôn hả sư, nó tiếp tới mình đi về luôn thôi đó, nghe không, đóng tiền trăm nữa không gì muốn làm thôi, bao nhiêu 8 triệu cũng được. Cộng trên cái chương trình đó thì 7 chuyến đi chuyển từ phòng này qua phòng kia là 7 chuyến, cũng như thể ở phòng ngủ gì đó, người ta phải khuân vác đồ, mình vô khuân vác đồ lên, khuân vác đồ xuống 7 lần như vậy. 7 lần như vậy mà di chuyển xe bus như vậy đó cỡ chừng 16 lần, xe bus cứ đếm mà đếm sơ sơ ra 16 lần, cứ đếm phỏng chừng đó. Nhưng mà ở đây đó, người ta khổ lắm. Ví dụ quý vị vô được ăn ở đây, cái người xe bus không được ăn, vô ăn ở đây giai cấp rất phân biệt. Nói rằng rồi đó mình phải mua đồ cho nhân viên xe bus ăn, là thằng cô gái đó phải mua đồ cho nhân viên xe bus ăn. Thì cái tiền đó, đó mà nếu mà mình chịu đi hành hương
nếu mà mình muốn làm phước thì mình phải xin làm phước cái chuyện đó, làm phước thực tế nhất. Cái thứ hai nữa, tua gai ở đây bây giờ có danh lam thắng cảnh của Lâm Tỳ Ni, bây giờ nhờ tôi phát cho mỗi một người gì đó một cuốn để cẩm nang để mình làm kỷ niệm. Chút xíu nữa tôi đi phát cho quý vị. Cái chuyện quan trọng nữa, ngày mai 7 giờ ăn sáng tại đây, sau khi ăn sáng rồi mình mới đi lại coi Hy Mã Lạp Sơn và theo chương trình của Hòa Thượng Hướng Thận. Chỉ có bao nhiêu thôi, xin quý vị. Hòa Thượng còn nhắc quý vị nên ăn cơm tiếp để lấy sức ngày mai đi. Xin phép. Còn cái chuyện quan trọng nữa, ngày mai ăn sáng ở đây, nhưng mà tua gai cho tôi biết trưa mình ăn sáng tùy duyên. Nếu mà tua gai đi trên đoạn đường nào đó mình ngừng ngoài đường ăn, nhưng mà cũng nhà hàng sang trọng chứ không phải nhà hàng nghèo nàn cũng có cà ri. Thưa quý vị, cho sắp êm rồi cho mọi người Hòa Thượng lên nghỉ. Hòa Thượng mấy ngày nay kinh khổ chúng ta quá. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, xe chúng tôi rời thành phố, đi đến nơi Nagash Coast, địa điểm lý tưởng để quan sát ở miền đông, cách thủ đô 32 km và ở độ cao 2.190 m. Đường trong thành phố đã lồi lõm ổ gà, nên ra ngoại ô xe bị giằng xóc như xe đi trên núi đá, lõm chởm, đường rất hẹp quanh co. Hai xe tránh nhau, chúng tôi lo xót vó vì sợ rơi xuống vực. Xe chúng tôi chạy qua nhiều làng nhỏ, có phố chợ, cảnh quan có vẻ nhộn nhịp. Vì phần lớn phụ nữ đi bên đường ăn vận, quần áo rất sặc sỡ. Hỏi ra mới biết, hôm nay đúng là ngày lễ Tết của họ. Hiện tại nước này được xếp vào hạng chậm phát triển. Đường bộ giao thông vẫn còn thô sơ, dân nghèo khổ cơ cực rất đông, sống trong tình trạng bất an vì nội chiến giữa phe chính phủ và phiếm loạn theo chủ nghĩa Mao. Nepal có nhiều thắng cảnh rất đẹp, vì ở độ cao nên dân Nepal có mật thầy trong việc trồng tỉa các loại ruộng, đất than. Vào mùa hạ lúa chín, cảnh quan đẹp mê hồn. Ngoài nghề nông và chăn nuôi, nghệ nhân Nepal có nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dệt thảm hay gia dụng, trang sức và tơ lụa rất có giá trị, mỹ thuật cao. Nepal là một vương quốc, Ấn Độ giáo là quốc giáo. Tuy nhiên, vì thành Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Phạn và là quê hương của Thái tử Tất Đạt Đa, mà 2.600 năm trước, tại Lâm Tỳ Ni đã là một người vĩ đại của nhân loại được sinh ra, nên Đạo Phật và Ấn Giáo hòa hợp, rồi sống chung với nhau rất tốt đẹp. Nhờ thế mà xứ này được xem là có nhiều chùa, tháp và tăng sĩ. Về điêu khắc, phù điêu, chạm khắc, hoa văn và các loại hình tượng, trên tất cả các vật liệu gì có thể chạm khắc được, nghệ nhân Nepal là bậc thầy dẫn đầu thế giới về môn này. Có thể nói các tác phẩm thờ cúng này có mặt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt nhất là ở Tây Tạng. Hình tượng và hoa văn chạm khắc hiện diện khắp nơi, từ các cung điện mùa hè mùa đông của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hai tu viện chùa tháp trên xứ tuyết đều có bàn tay của nghệ nhân Nepal chăm sóc. Đặc biệt là bốn đôi mắt Phật nhìn bốn phương ở vị thế thiền định, hiện rõ nét thanh tịnh và an lạc đầy trí tuệ và từ bi. Trước đây, Nagakos là ngôi làng nhỏ trên núi, có một vài ngôi đền và tháp nhỏ. Ngày nay, nơi này được xây dựng một khách sạn khá đẹp, đúng tiêu chuẩn quốc tế,
để đón khách đến du lịch chiêm ngưỡng núi Hy Mã Lạp Sơn. Chúng tôi được đứng trên đồi ngắm nhìn về phía núi tuyết băng vạn niên rực rỡ, hiện rõ trên nền trời. Chúng tôi may mắn không bị mưa và sương mù. Khí trời thanh nhẹ, trời quang đãng nên tầm nhìn rất xa. Từ vị trí chúng tôi đứng muốn tới chân núi phải mất gần ngày xe. Bên kia núi là Tây Tạng xứ tuyết mà chúng tôi được may mắn một lần thăm viếng. Rõ ràng nhất là có sự thật đó là Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đế. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, quý vị nghiên cứu cuộc đời như thế nào gọi là những cái núi mà cao nhất, thì ngày hôm nay quý vị tới đây vì nhận thấy là núi Hy Mã Lạp Sơn. Vì là chúng ta không đi coi ngay địa điểm của Everest, địa điểm đó là 8.800, thì phải bay từ Kathmandu được 30 phút rồi mới tới chỗ đó, phải đi bằng máy bay. Thì chúng ta ở Hotel Everest đã tiệm trưng, chúng ta cũng đã lãnh hội kinh nghiệm được như thế nào là núi Hy Mã Lạp Sơn Everest. Mười pháp ba la mật mà Đức Phật Ngài tu hành gọi là bố thí ba la mật. Thì từ quý vị chuẩn bị đi tới ngày hôm nay là vì bố thí của cái mà quý vị bỏ ra đó, đó gọi là bố thí ba la mật, bố thí để bờ trên, khác hơn Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Đa Ngài bố thí để bờ bên, bố thí để bờ cao thượng. Bố thí đó bờ trên là của cải thường mà chúng các ngài bố thí cũng như chúng ta đã từng bố thí, bờ bên á cao một chút nữa, cũng như bố thí gì mà cao thượng liên quan với ngài cũng ở cuộc đời có gọi là cho con. Và có một điểm đặc biệt mà trên thế gian này gọi là không có, là bố thí vậy. Thì chỉ kiếp chót của một vị Bồ Tát mới tiến hành để bố thí trên bờ bên. Bố thí đến bờ cao thượng là bố thí sinh mạng. Mà khi bố thí sinh mạng chúng ta mới bây giờ chúng ta thấy thực hiện. Đôi khi người ta dám cho một con mắt, một người nào đã hư con mắt thì người ta dám cho một con mắt hoặc là cái thận. Đó gọi là bố thí sinh mạng, nhưng mà chỉ nửa phần sinh mạng thôi. Và là bố thí sinh mạng thật, Đức Bồ Tát Ngài bố thí luôn hai cái thận này quý lạ, và tim Ngài bố thí luôn cái tim. Khi mà ai cần á, trong kiếp chót Ngài mới thực hiện được cái đó. Đó là cảm ơn. Và là bố thí ba la mật. Rồi trì giới ba la mật Ngài cũng giữ giới trong sạch nhất trên tất cả chúng sanh. Thì giới ba la mật của ba bậc như vậy: Sila Parami, Sila Parami, Sila Paramat Parami. Rồi xuất gia ba la mật. Xuất gia ba la mật Ngài bỏ ngai vàng đi xuất gia. Mà trước khi đó và cuối cùng đó Ngài bỏ ngai vàng đi xuất gia. Cuối cùng đó, mà trước khi Ngài đã bỏ ngai vàng nhiều lần đi xuất gia. Và là xuất gia ba la mật. Cũng như quý vị xa nhà ở trong 24 ngày đó là xuất gia. Bỏ nhà cửa không có ngày gì hết, quên hẳn mình lại trên một chuyến đi hành hương chỉ bái theo chỗ mà dấu chân của Đức Phật Ngài đã đặt ra, gọi là xuất gia ba la mật.
trí tuệ ban mật, trí tuệ hiểu biết đúng vô thường và đau vô ngã, trên cũng tăng được đi. Tại chúng ta gặp bao nhiêu sự trở ngại đó, chúng ta hiểu xuyên qua trí tuệ chúng ta, nó gọi là ban mật, gọi là trí tuệ ban mật. Như thế nào gọi là tinh tấn ba la mật? Tinh tấn ba la mật nhờ có sự cố gắng này, quý vị phải tới đứng bằng chân quý vị ở trên núi Hy Mã Lập Sơn. Núi Mã Lập Sơn cao mà là ở dưới bàn chân quý vị, đó gọi là tinh tấn. Nếu thấy chân bằng gì thì đại dịch là tinh tấn ba la mật. Rồi như thế nào gọi là nhẫn nại ba la mật? Đi luyện ba la mật mỗi chỗ mà chỗ quý vị với lời nguyện, nguyện như thế nào Phật thăng bằng biết tôi được sự an vui, người còn hiện tiền được sẵn của người có bạn những phần phước báo mà quý vị đi hành hương như vậy, đó gọi là nguyện ba la mật. Và quý vị nguyện cuối cùng quý vị sẽ được giác ngộ như Đức Phật dạy ra trong những bài tâm từ ba la mật. Thầy luôn luôn chúng ta có lòng thương quý vị ở trong một quốc gia khác, mà chúng ta khi ở đây chúng ta khá có lòng thương, nào là có thank you.
rồi bỗng nhiên thấy lòng xao động trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tạo cho chúng tôi một cảm tưởng tự do, tự tại, yên tĩnh và an lạc, không còn thấy vướng bận vì những ràng buộc chằng chịt của cuộc đời, và quên đi những lo lắng cho cuộc sống, cho các hóa đơn nợ nần của nơi mình tạm trú. Trước sự hùng vĩ bao la của đất trời, ta mới thấy mình nhỏ nhoi, đáng thương làm sao, với những tính toán hơn thiệt của cuộc sống, và rồi lòng yêu thích thiên nhiên hòa vỡ ra như nước tràn bờ, làm chúng tôi choáng ngợp nỗi vui sướng của người trở về nhà, vượt qua mọi gian khổ sau nhiều năm xa cách. Tại đây, Hòa Thượng trưởng đoàn đã ban cho chúng tôi một thời pháp ngắn, từng lời êm ái, đầy ý nghĩa, đã đem đến chúng tôi một nỗi xao xuyến. Đây là một kinh nghiệm động tâm đầu tiên, chuẩn bị cho cuộc hành trình, nghĩ tưởng đến thân phận mình trước thiên nhiên, rồi nghĩ đến chư thiên ngự trên cao, hiện diện đây đó kề cận bên mình. Chúng tôi đến lúc phải rời nơi đây mà lòng luyến tiếc. Tuy nhiên chiều nay đã hẹn đi chẳng bần, nên không thể kéo dài ở nơi đây được. Sau khi về đến thành phố, trời đã trưa, chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng người Thái trên xứ Nepal. Trưa hôm đó, chúng tôi đến một khu phố chật hẹp mà từ xa đã nhìn thấy ngọn tháp cao của lò thiêu xác cho kẻ qua đời. Vì hẹn giờ có sự chênh lệch nên khi đoàn chúng tôi đến thì người khốn khó đã chờ đợi gần 3 giờ. Dưới nắng gai gắt giữa trưa, họ đến rất đông. Mặc dù dự trù phát quà cho 500 người, nhưng nhân số tu sĩ theo đạo Hồi, người nghèo khó và con nít đông vô kể. Chúng tôi đã biết xứ này nghèo lắm, nhưng không hình dung được nỗi họ nghèo đến thế. Họ nghèo khổ hơn chúng tôi nghĩ. Hey!
bây giờ chú tu nhiều khổ hạnh, thiếu thiếu vật vật dụng đến khi nào con muốn giải thoát, ai cũng muốn được sự an vui, mà cái cách tu nhiều, cái cách tu thầy tìm ra những vị này thì thiếu thốn, vì cũng như tu khổ hạnh thì cái đâu có đầy đủ gì. Thật ra nếu mà mình bố thí á, đây là cũng ở trong một số người nghèo tu rồi nghèo, xả phú cầu bằng xả thân cầu đạo, đôi khi họ bỏ thân họ để cầu sự giải thoát, nhưng mà con đường đi rất là nhiều, nhưng mà đôi khi thiếu thốn bà con tới vậy họ quan hệ lắm đó, chỉ không có nhiều. Người đại thí chủ là cô Karuna với em đó có ý muốn cúng tặng Nepal đặc biệt, còn bà con Hùng đó là sẽ cúng bốn chỗ nữa. Còn đặc biệt đây á là gia đình của cô Mai Nguyễn đó, cô Karuna có người em ở Úc gửi một số tiền tình tại đó đổi chừng $5,000, rồi cùng với bà con của mình Hùng vào á, rồi còn thêm nữa thì bữa nay cho mấy người ở trong vùng ở đây. Thì quý vị sẽ cầm một người một món đồ rồi tặng cho họ, họ có phiếu sẵn, trong phiếu này có thể là 500 phiếu. Dạ, vị nào mà có ở trong này là những số mà người ta lựa để những người mà khổ không đầy đủ điều kiện sống thì có cái phiếu đã phát hồi sáng rồi, giờ mình chỉ cho thôi. Đây là một phần ở đây là tại Nepal. Đây quý vị tưởng tượng đây là một cái nước là cái tỷ lệ dễ, cái tỷ lệ dễ có phần thượng phần hạ, cũng như ở Việt Nam mình nó kêu thượng hạ, thì cái này thuộc về phần thượng, thượng là thuộc núi non, còn Đức Bồ Tát đản sanh là thuộc phần hạ gần biên giới Nepal Ấn Độ. Hồi sáng mình đi đó, đi là chỗ núi cao quá thì những người ở từ đó xuống chứ không có ở cao nữa được, ở cao thì lạnh. Thì những đây là những người tu, hồi hết là những người tu sĩ và thiếu thốn, yêu cầu những người bên kia là người nghèo khổ. Thì bà con tặng trong đại thí chủ đó là cô Karuna, cô Mai Nguyễn đó, với em của cô ở đây lại phòng với bà con hết thảy đã hùng ở đây hùng cho người nghèo đó, đã sự cảm được sự chia cho cộng chung cho mấy người đó là chung của cho tất cả chúng ta hùng phước và là quan hỷ bố thí và tùy hỷ với phước báo của những đại thí chủ. Thì bây giờ chương trình để bắt đầu, vì họ đợi mình 3 tiếng hồ rồi, 12 giờ thì vậy. Now we start, now start to. Okay, you will find my name. America bata aera tapaiharu le dan garna aaudai hununcha ye tapaiharu ko man le waha le aashirwad dinus yo pai sake pachi ticket chai pherda dinus la. Thank you. Tại đây hòa thượng đã không ngại nhọc nhằn vì sức nắng chói chang, đã ban cho chúng tôi một thời pháp ngắn gọn, gói ghém tất cả ý nghĩa Bồ Tát đạo. Hạnh bố thí của Phật đã dạy. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất thường, những tưởng bất thường, những mộng. Khi phát quà cho họ, một món quà khiêm nhường là một cái mền cho mùa đông và một phong bì chứa một ít tiền nhỏ, họ tỏ ra mừng rỡ và biết ơn trong ánh mắt đen ướt rưng rưng của họ. See
Lò thiêu xác xây dựng ở dưới tháp lên mặt đường. Sau khi ra khỏi cổng rào, chúng tôi dừng lại, nhìn xuống thấy họ như đàn kiến lao sao lăng xăng xô đẩy cãi cọ nhau vì món quà mọn. Lòng chúng tôi đau xót, thương cho đồng loại mình kém may mắn, sinh ở nơi có cuộc sống thấp kém, việc làm phước cứu trợ phẩm vật tưởng là tốt, chỉ mong xoa dịu nỗi nhọc nhằn cho họ trong phút giây, không ngờ làm cho họ sân hận vì tranh giành. Còn người về với tay không, ngao ngán cho phận không may, hóa ra chúng tôi đem đến thêm ưu phiền cho họ. Muốn làm việc tốt không phải dễ, nhiều người trong đoàn luôn chép miệng, phải chi tôi còn đi làm, phải chi tôi trúng số, phải chi và nhiều phải chi khác. Riêng chúng tôi chỉ cầu nguyện có nhiều thật nhiều người phát tâm từ bi, mở lòng chia sẻ, bố thí cho họ đỡ khổ về vật chất. Chúng tôi xin mọi người đang ở những xứ dư thừa thức ăn, đừng phung phí, bớt đi một phần ăn mặc của mình, chia sẻ một số lớn con người, trong đó có trẻ em ngủ với cái bụng đói lép xẹp ở khắp nơi trên thế giới. Xanh muôn loại hay thường an vui,
Sau khi phát quà mỗi người vài lượt tượng trưng, đoàn chúng tôi lặng lẽ ra về, rời nơi này với lòng buồn rời rợi, đầy thương cảm bởi vì chúng tôi không nỡ nhìn thấy ánh mắt vang lơn của những người không nhận được quà. Vì số quà có giới hạn mà người khốn khó thật là đông. Sau khi rời địa điểm chẩn bần, đoàn chúng tôi tiếp tục đi thăm viếng và cúng dường tại tháp Siwanpunas. Trong số hơn 1.200 chùa, đền và tháp tại Kathmandu thì đây là một ngôi chùa cổ xưa, có ngôi tháp cổ trên 2.000 năm. Dân ở đây còn gọi là chùa khỉ, vì đây là nơi có nhiều chú thủy tổ của loài người. Theo Kasmat, còn một ngôi đền khác có một tháp cổ. Vào niên đại của vua A Dục Vương, gần 2.500 năm, cả hai được thế giới phong tặng là di sản văn hóa thế giới. Ở đây, chúng tôi đang đi đến ngôi chùa khỉ. Đoàn hành hương phải qua 324 bậc thang để lên đến đỉnh. Từ xa mọi người nhìn thấy ngôi tháp cổ hình tròn, ở phía trên thân tháp hình khối bốn cạnh vuông như bánh ít ở xứ ta ngày xưa. Bốn mặt trang trí hai cặp mắt Phật. Tháp có đường kính độ 20 mét, nằm trên một đồi cao. Về phía tây của thành phố, tháp có chiều cao trên 10 mét, chưa kể chân đế. Trên sân chùa có nhiều tháp nhỏ, nằm rải rác. Xung quanh có bao lơn nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Bước vào chánh điện, tôi vô cùng sửng sốt, vì pho tượng Phật Thích Ca được tạo theo hình dáng Phật lúc 12 tuổi, giống y như pho tượng Jovo thiêng liêng cao quý được thờ trong chùa Jokhang ở thành phố Lhasa tại Tây Tạng, khiến chúng tôi có cảm nhận sự tôn kính và xúc động vì nét từ ái đầy trí tuệ tỏ ra nơi đôi mắt với nét mặt thanh tú đẹp tuyệt vời của pho tượng Phật, khiến chúng tôi có cảm nhận sự tôn kính và xúc động vì nét từ ái đầy trí tuệ tỏ ra nơi đôi mắt với nét mặt thanh tú đẹp tuyệt vời của pho tượng Phật. Bên ngoài ngôi chùa có dựng hàng dãy chuông cầu nguyện chạm khắc chữ Tạng
ám mani bát minh hồng, chuông xoay chuyển không ngừng nghỉ, bởi vì khách hành hương lúc nào cũng đến xoay để cầu nguyện. Của người Nepal đó, theo lịch sử hỏi quý vị mà ở đây lâu đó, nói hơn 2.000 năm. Như vậy hơn 2.000 năm trong thời đại của Đức Vua A Dục á, vì trong thời đại của Đức Vua A Dục mới có xây tháp như vậy. Ngài xây để bố thí pháp bảo có 84.000 pháp môn, rồi Đức Vua A Dục trong thời đại đó Ngài xây 84.000 pháp môn mà xây khắp hết cả toàn nước độ. Rồi một phần còn tồn tại cũng như ở Nepal, tháp này còn ở bên Miến Điện, ở Tích Lan vân vân. Rồi những tháp cũ thì sụp đổ họ xây trở lại, thì lịch sử tháp này ở tu bổ đến ngày hôm nay đã gọi là hơn 2.000 năm. Cái tháp Swayampu, tháp của Phật tử người Nepal. Ngày mai bà con sẽ đi dự lễ dân y, thì chỗ đó gọi là tháp hồi thời đại của Đức Vua A Dục. Trong thời đại đó Ngài mới gửi sứ thần đi bằng pháp, con của Ngài đó là Ngài là công chúa mẹ Sakamita. Đây mới tới nước Nepal. This is Kathmandu, the capital of Nepal, Kathmandu. As we know, Siddhartha was a doctrine before he became the Buddha. He was born in Kapilavatthu, in the border of India and Nepal. But here the capital of Kathmandu, new capital. So the first day, yesterday we arrived here, and today we went to see the Himalaya mountain, the highest in the world. Everest, the hotel which we stay, the name of Everest. Everest is a big mountain, higher to 8,500 meters, very high in the world, the top in the world. So we are lucky we stay in a hotel named Everest Hotel. And this morning we went to see Himalaya, not Everest, but Himalaya. Himalaya means the mountain always have snow around here, always. So thank you very much for participate in the trip in 2005. Hope 2006 and 7 we will organize another trip. Thank you. Cần nói cho rõ, nơi này tập trung rất đông dân tị nạn Tây Tạng, cho nên họ xây nhiều tu viện và chùa, cùng các tháp, kiểu dáng y như ở xứ tuyết. Họ đang quản lý khu vực chùa cổ này. Trước khi rời nơi đây, chúng tôi nhìn lại công trình xây dựng phần lớn bằng đá, tạc đẽo mà không ngớt trầm trồ và thán phục. Đối với chúng tôi, chỉ cần một ngày khiêng đá lên núi mà thôi, cũng đã thấy sợ cho lòng kiên trì của dân tộc này. Người ta phải tôn sùng và cung kính, thành tâm lắm mới có thể thực hiện nổi. Tại Nepal, tăng sĩ thuộc Ấn Độ giáo và Phật giáo đã hợp sức đồng tâm đào tạo nhiều nghệ nhân và kiến trúc sư tài ba. Họ tạo nên những công trình tuyệt tác, họ xây dựng những cung điện quy nga, đền đài tráng lệ và các tượng đá chạm khắc tinh xảo từng chi tiết nhỏ,
cân đối mà không nơi nào có người sánh kịp. Bao nhiêu vậy? Ngôi chùa Ni đầu tiên tại Kathmandu. Rời ngôi chùa khỉ có tháp cổ. Trên đường trở về thành phố, đoàn chúng tôi ghé vào ngôi chùa Ni cổ nhất ở thủ đô Kathmandu. And this is first she likes to make, you know, the exactly from Kushinagar, but it is broken, so it is now 9 times of the hand. The first she like to do 27 hands. Đây là một ngôi chùa gánh chịu nhiều tai kiếp vào thời các vị vua theo đạo Ấn giáo và Hồi giáo. Có những vị vua khắc nghiệt, bỏ tù hay giết hại tăng ni, nên các vị này phải lẩn trốn hay hoàng tục. Tuy nhiên, các vị sư tiền nhiệm cũng ráng giữ gìn, lén lút và truyền thừa cho hai sư cô hiện nay gốc Miến Điện cai quản. Đây là các vị ni có bằng tiến sĩ Phật học, tu học tại Ấn, đi giảng pháp nhiều nơi trên thế giới và lập hội cứu trợ trẻ em mồ côi vì nội chiến và bệnh liệt kháng. Everybody say sadhu, 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 sadhu. Namo tassa bhagavato. In Nepal, this is one nun. She make this nunnery, and after that it lost, and this the lay people they took, and Buddha also they cover, and government find out this is nunnery, and after that my teacher Thamavati, government give this one. So we make this all the thing. When we finish our study in India, 9 years, and my teacher gave me this one. When it's we came, nothing here. This is very well, they cover the Buddha. They don't like to show.
So we came, Sister Malini, and 3 years already we came here, and we renovate, we make this all the things. So we have nothing due to our Pante and all the disciples, they help little, so we make this. In front the new construction. This is for the saving the young girls for the... Very, very, we again Vandana and thank you very much for Venerable Pante and all the Bhagavad. I pray for Daila Roko and Tundo Vihar. We see Tundo that we have some like cô. Cô Cao Mạc Di Gia này cũng phải đại tử của đi xưa ở trước à. Tôi đi học cao bên đó tốt nghiệp. Woman cannot read, cannot come out from house that time, that Thammachari, the nun, she fight with Rana Gautam, Rana Dynasty. And she went, ran away from here to Kushinagara. And she said with Chandra Uchandra Muni Pante, please Pante, I like to be known. I cannot do in them. So Chandra Muni Pante make her known and saint in our country. So she is very bright. She can speak Hindi, Burmese and Nepali. Because that time women cannot speak. How many years ago she passed? She passed 38. That time how old is she? That time she is 69. Is that right? Có ngày một vị hòa thượng người Miến Điện ở Kushinagara đó, vị đó qua khi mà qua Ấn Độ nè, và khi áo chưa có thành thành, ngài mới truyền đạo đó. Chỗ Kushinagara, không khi nào cho Đức Phật được bàn đó. Người Phật tử Nepal đó, mới đi qua bên đó xin xuất gia, trở về đây truyền đạo ở đây. Ở trước đây là sư Phật giáo mà bị mất. Thì việc mới có trở lại hơn, đổi cho mình 100 năm mà, hay hơn. How long the new Buddhist is expected to be human? Here is a Pante, actually nearly 68, 70 years. Revival, yes. Revival. Yeah. Phật giáo Nepal này trở lại cũng mới đây giống như Phật giáo nguyên thủy ở Việt Nam. Thời đại của ngài Phật Thông á, độ chừng 100 tuần, độ chừng 170 năm mới đây. Hồi trước không có, cử độ giáo không gì thấy mấy ông ngồi chịu. Mỗi khi độ cho đó, theo hết trong độ giáo rồi Phật giáo mới trở lại đây độ chừng 70 năm. Mới đây à. Hồi xưa có bị mất á, thì ông đã bị việc ra ngô Phật này các quý vị thấy chùa cũ. Các quý vị hình như cô có mời quý vị dùng uống nước trà theo kiểu của người Nepal đó, trà với trái cây vị mật dùng chút lấy thải để ông dùng được. Chùa đang xây dựng lại chánh điện rộng lớn hơn để thỉnh tượng Phật đang nhập niết bàn, dài chừng 4 mét bằng đá cẩm thạch rất cổ xưa. Okay.
Tại đây Hòa Thượng Kim Triệu đã lễ bái và ban cho chúng tôi thời pháp ngắn. Chùa đã khoản đãi chúng tôi món táo bọc đường và bánh mứt, uống nước trà đặc sản của xứ Nepal. Hỏi được nhiều nữa, 15 triệu quý vị tưởng tượng, như vậy cho tôi như vậy 15 triệu ăn rồi. Hồi xưa kia hồi Đức Phật, trước khi Đức Phật thành đạo cũng vậy. Khi Ngài còn 18, Ngài cũng tu khổ hạnh vậy đó. Ngài thử hết đạo, cả hết cái niềm tin đó. Niềm tin tu khổ hạnh. Đức Phật Ngài thử rồi Ngài nói là không có thành. Ngài mới bỏ con đường thái quá đó, lợi dưỡng với thái quá, ép sát. Mấy vị đó, mấy vị ép sát. Rồi mình đôi khi mình mấy vị đây vẽ trên đà, trên mặt còn đôi khi mình đốt trên đầu á, một liều, hai liều, ba liều đó. Đó, đấy đó. Ép sát. Nhá. Cúng dường ở đây. À, được. Bỏ vô thùng thuốc kia hay là đưa cho họ. Mấy vị sao cũng được. Cũng bỏ vô thùng thuốc kia cũng được. Lại cho họ cũng được. Hai cô nói là tôi ở đây. Vậy từ giả hai vị tu nữ ở đây rồi quý vị trở về khách sạn dùng cơm rồi nghỉ cho khỏe. Mô Phật. Tin tưởng đêm nay quý vị nghỉ khỏe hơn vì đi nhiều, khi mà mệt thì quý vị nghỉ khỏe hơn. Mô Phật. Chúc quý vị được ăn vui. Thì chương trình mai á dùng cơm trưa rồi liền đi phi trường lên máy bay đi Lumpini, chỗ mà Đức Phật Đức Bồ Tát đản sanh đó. Ở đó hai đêm, rồi ghé đó đi xa về, đi một đêm, rồi ghé đó đi Kusinara cho Đức Phật nhập Niết Bàn hai đêm, rồi đi chỗ Patana, cái tập tạng lần thứ ba đó một đêm, đi Vương Xá Thành hai đêm, rồi ghé đó tới Bồ Đề Đạo Tràng. Hai chương trình như vậy đó, còn đây mới bước đầu tiên tới Nepal thôi, còn chương trình rất là dài. Quý vị cố gắng giữ được sức khỏe. Mô Phật, nhất là giữ tâm cho vui, đừng cho buồn, cho vui. Buồn để bỏ lại hết, đừng có mang theo, đừng có mang theo, đừng có gánh, đừng có giác theo. Bỏ lại hết. Mô Phật, chúc quý vị được yên vui. Bây giờ, chúc quý vị được yên vui. Thank you very much for Amovijaya and Murini, invite them for I have a good tea for me tea and visit your good temple. So may the Buddha bless you and wish you success in your life. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Because I respect honorable and all disciple to come my small temple. Just when we came here, nothing. Just we slowly. This is first nunnery in Nepal, and my teacher is this one. And today, I am very happy to be all you are here. Actually, this program in Nepal, we have this opportunity to get our disciple friend Mudita. She apologized her wish to do one Mahakatina Chivaratana in Nepal. So we arranged that one. Tomorrow also you will get such a great place
and big stupa. It was 2,300 years old, the India Asoka Emperor time. His daughter came to visit in Nepal. That time she made that stupa. Tomorrow also we have very, very good opportunity and lucky day, because Katina means only last full moon day to this coming full moon day. Only 1 month we can do that one. And when disciple and my friend Mudita give me this world, and we see the many, many in Tripitaka. And there is mentioned Mahakathina Chivara Dana means we are trying to open our Nibbana door. We are cleaning our to be up to Nibbana. So tomorrow we have again great opportunity to say sadhu, sadhu. These all things, we have this opportunity only in this human life. And that opportunity for us due to our family again and all here loving and kind. And one thing, you know, just 2 minutes, let me talk about our temple. This temple is the oldest temple in Nepal, Kathmandu. The nun, who is the very brave, one is the Hindu king, you know, it's put into the jail, all the monks and nuns. So the monks and nuns ran away. She also ran away to Kushinagar, and she built this one. Right now, this all nobody take care here, so the place is like a jungle. The old building all broken already. So our teacher give us, when we finish our PhD, and then she said, you have to take care of this one. What we should do? I, you know, asked to, we two, you know, discuss together. So luckily we got the chance to teach the Buddhism, Theravada Buddhism, Southeast Asia tradition to, you know, University of Dayton and Los Angeles. So some money we got it from university. So I asked to my friend what we should do this money. So we should do some social work. Buddha said bahujana hitaya bahujana sukaya. In right now Nepal, one day we visit to the one of the Maitri Nepal who take care of the HIV and AIDS. The young girls came from India. The people sent, even the parents sold for the prostitution. So we have to do here under the monastic rule, take care to them, giving to them education and Buddhist education especially to them. That's why we decided. So we have very small amount of the money, so we start the foundation. And last year, luckily we met, you know, the Bhante is a big gratitude to us. And Bhante invite to us to, you know, Washington DC and then Riverside. So Bhante help us for, you know, construction. No, not all, but it is very great for us. However, our work is now going on. If finish the ground floor, we have to bring the small girl from the Himalaya, you know, from the village, because they have a lot of trouble now. The people, because of another one is the civil war. So civil war, due to war, the parents all die, you know. So the girls, especially the girls, nobody take care. Another one is Hindu country, they don't like women, they don't like daughter, you know. That's why, we like to explain about this. If finish the ground floor, we have to bring the young girls, and we give to them the Buddhist education special, and homeschooling too, okay? And somebody is a very bright, we have to send to Burma. Originally, I'm from Burma. That's why it is very easy to send to them. And they can learn
Buddhist education very, you know, strictly. And then the future, they will come back here and they can run this project. Our project is Dhamma Moli project. Thank you very much. Cô Karna cô muốn mà có ít lời cảm ơn nên nên cho Karna. Dạ, xin chào tất cả sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa các anh chị em cùng đi trong cái phái đoàn hành hương hôm nay, tiếp Karna để tặng mền cho các quý vị mà bất hạnh như chúng ta. Quý vị, Karna xin thành thật cảm ơn quý vị đã phụ cả na và cái phước báo hôm nay chúng ta làm á, cầu xin cho chư Phật mười phương, chư Phật và chư thiên nơi đây á, chứng minh gia đình quý vị á, luôn luôn ăn vui hạnh phúc với bóng hào quang của chư Phật, và cái phước báo đó sẽ hồi hướng cho tất cả nhân loại chúng sanh, tất cả ai cũng đều hướng về chánh pháp, tu hành Phật đạo và thoát khỏi những cái nạn thiên tai. Vì cả na xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó cả đoàn từ giả các vị nữ tu lên xe trở về khách sạn để hôm sau dự lễ dâng nghi ở ngôi tháp cổ xưa nhất xứ. Thưa quý vị, hòa thượng ngày buổi sáng này đi xe số 2. Alo 12. Chiều buổi tốt lắm, tốt lắm. Cô thầy đứng, thầy đứng con quay lại. Sư lại đi đứng đi con. Kỷ niệm. Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi đến tháp cổ xưa nhất nước của Nepal, tháp Pashupatinath trong thành phố Kathmandu. Lễ dân nghi này do một Phật tử trong đoàn phát tâm rộng lớn cúng dường y và tịnh tài cho các vị tăng tại thủ đô. Nguyên mỗi năm cứ vào rằm tháng 7 tới rằm tháng 10, theo lệ từ khi Phật Thích Ca thành đạo, các vị tăng ni tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy phải an cư kiết hạ trong mùa mưa lớn của xứ Ấn Độ. Trong dịp này, các vị phải ở tại chỗ học hỏi, tu học riêng hay chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho nhau. Đến ngày rằm tháng 10 là chấm dứt. Ngày này là lễ lớn để các vị tự tứ và giải hạ. Sau đó Phật tử các nơi về dâng y và bát cùng thực phẩm để cúng dường. Lễ kéo dài một tháng, cho nên trong thời gian này, những ai đem phẩm vật đến cúng dường và các Phật tử khác có tâm tùy hỷ đều được phước báo y nhau. Khi đoàn chúng tôi đến, thì tăng tộc đã tề tụ đông đảo. Sau đó là lễ tán Phật
và đọc kinh cầu nguyện, rồi các vị tăng phát biểu và quan khách địa phương phát biểu chúc lành cho mọi người. Once more, I'm welcome to everybody, devotees and upasupaska, Sri Asoka Chaitin Stupa. Our Buddha Puja, Omi Sudha, Lord Buddha, Buddha Puja Kakijay, Sanko Shikin Sakali, San Korona, Tetnan Piyam, Tetnan Pisa, to Omi Sudha, Buddha. उकियात हनर गाथा द्वारा न अर्पण ये मागु आवश्यकता दुके जी छटवा छट अधिवासे तुनु भन्ते without breaking in a pure and complete way. When you miss all the times, for that you must have a monk who have stayed a fixed resident, a rainy retreat monk, one or more than one. In this case, you must come across a few things that there must be a rainy season, there must be a monk who had stayed rainy retreat and who had not broken so that you could take part in a meritorious deed, so your mind became purified, your mind became wholesome, your acts became wholesome. So
in a minute, in a second, you could gain, you could change your heart into a purified state of mind. This is the important. Men lead a higher state of life. And as I was requested by our Reverend Tapasya Dhamma, let me explain a historical importance of this temple called Charumati. It is one of the ancient temple in Nepal, and this temple goes back up to the time of King Ashoka. It was recorded that King Ashoka's daughter, once a year, they stay fixed resident during the rainy season. Now the thank you very much, the most venerable Bodhisattva Mahathera. Public Chimpati, Patina Chiva, Bhiksha Mahasangalai, Dan Garni Karikam Agari Borevita, Dhamma Hamra Upasika, Mudita Lai Hadi Hangur Goreso. Now, according to our program, the first Patina Chiva, Patina Ro, offering to the Bhiksha Mahasangha. So I would like to invite our sister Mudita Upasika to hand over the Patina Chivara to the Bhiksha Mahasangha. Also, I would like to invite the most venerable Kumar Kashyap Mahathera to announce the Patina Wake announce. Idam me punyam, idam me punyam,
Now, so I would like to invite the Ananda Thero to give in English language because the most of devotees of American Vietnam, they don't understand Newari and Nepali language. Difficult to understand Newari and Nepali. So once more, I would like to invite Ananda Thero to give sermon in English. Let me illustrate what the word kathina means. The time of the Buddha. During the time of the Buddha, there was no any fixed regulation for monks to stay a fixed residence during the rainy season. A good benefit both the clergy and the laity, both the monks and the devotees. So monk had enough time to practice the dhamma and meditation. And while monks are limited, confined to a place, so the devotees had chance to come to the monk, to the car temple, and discuss about dhamma, listen dhamma, and they could gain more and more knowledge. So it was really beneficial. And as a gratitude to the monk who stayed a fixed resident, so devotees, they started offering a special kind of robe that is called kathina robe. A type of very rare and significant robe. That is why we could not change our wet robe, so we could use the extra robes. So the Buddha passed a new robe that those monks who stayed one or more than 1 month stay fixed resident during the rain, then it becomes a common property, a common robe. Then when the robe is offered to the Sangha, to the order, to the community, then only the community, the order, agrees or they decide. Happy lady, you see, now here it is understood here and now that you can experience even now that your mind is not something simple and common that existed yesterday and day before yesterday or other days. Today, you could gain a special mind, special mentality in you that this brought you happiness in your mind. So the Buddha says, those who perform meritorious deed, so they could enjoy their life, they could lead a happy life here and hereafter. So we believe in rebirth and we believe. Next of Ewa University, Ananda Mangita Ekuiko Sura Disasi, Akama Lipachiwo Jajopatana. Sui Musaike, Bodhanya Bajado Jin Shiro Yang Dong Songdu, Apo Saike, Amitan Se Biyama, Sade Kipapanyo, Maske Pandeta, Sui Musaike,
yang ia tunggu tu ada tunggu. Kalau orang kaya tu manusia sungguh sedih. Orang yang berada pada mereka sebagai kita punya masih dalam hidup, apa sudah mati pada sedih dan berlumisa. Now I go into our program, our renewable capacity and over to the kita punya masih. Shingo Pagoda, Shingo Chaike. Now I would like to once more invite the Tapas Thero to hand over the Chaike to the Thiruppanya Mahathero. Apa sedang mandina sehingga jadi kita punya masih mandina dan ditunggu. Nah, apa setiap offering pada sehingga jadi kita punya masih. Thank you very much, apa setiap. Now I would like to invite Sister Monita to come here, please. And also offering by Dr. Dhamma Vijay and Dr. Mulini Burma. Who are you, Dhani Monisa? Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Dhamma Vijay Burma, Mulini Burma. Amerika yang pasti mudi jeda dan negatif. Sukaya samapanya, sanggol loki samapano, punyaya samapanya. Tuhan Buddha Dhamma Sangha kulagi hamle ajar lebar ini punya serogios. Yo punya le hamle dukha bada, jangan Buddha baikina. Buddha sahasan kulagi, Buddha sahasanam, ciran tekadu, Buddha sahasan kulagi, adam. उकी जीव के जीवन अनित्य पने जीवन जीवित आधारों को उकी थों जीत थों स्व अवसर कठिन महाजीव दान देती साधारण जीव थों जीत थों महाकठिन जीव दान है महाकबीर बीन दफ्तर जीवन विद्या थों महाजेल बीन दफ्तर विद्या थों स्व अवसर है जीवन दान या Kapasya, anak sekolah saya, kapasya mungkin lah, tujuh jam dia awal, hampir dia, dia punya kod yang lebih besar. Iko-iko sahaja, hospital bermain ini kita. Thank you very much for both of them. Akan lipat sih wajah Aci akan sih wajah jo sih tunduk, okey sih wajah jo percaya. Orang satu sih tidak tahu dulu ekspresi mengapa dia. Once more I would like to invite Rajai to say some words to everybody. Allah bin Julia, because of three wadah ini dia orang bija. Allah bin Mas bija dari hari jadi hari mas. We are all aware that the year Raja Sarita Bhakti Lai Sakya Kachin offering to the Lord of Monks is naturally a very special Raja Sarita Bhakti Lai and has a very special Raja Sarita for the donors and all the parts of the The very thought of offering here the Hindu to the different order of monks, the devotees of the Sakyamuni Buddha, in the heart of the capital of Nepal, the sacred land of the Buddha, I must say, by coming from such a distant country like the United States, it is a highly laudable, noble research idea conceived by our esteemed Dhamma friend from the United States, Father the Venerable Senior Deity. Thank you
Sau đó là lễ dân y. Xong đoàn chúng tôi trở về khách sạn ăn trưa, chờ giờ đi ra phi trường để đến Lâm Tỳ Ni bằng máy bay nội địa. Thank you.